Bây giờ chúng ta sẽ học tên của các loại xe nhé các bạn. Đây là chiếc xe cứu hỏa. Trong tiếng Anh chúng ta sẽ gọi là fire engine. Và đây là chiếc xe ô tô màu trắng. Chúng ta sẽ gọi là white car. Tiếp theo đây là chiếc xe ô tô màu cam, orange car. Và đây là chiếc xe trộn bê tông màu xanh, chúng ta sẽ gọi là blue concrete mixer truck. Tiếp theo, đây là chiếc xe cứu hộ giao thông màu cam, chúng ta sẽ gọi là Orange Tow Truck. Đây là chiếc xe trộn bê tông màu cam, Orange Concrete Mixer. Wow, tiếp theo chúng ta có chiếc xe khoan máy xúc màu cam này các bạn. Chúng ta sẽ gọi là Orange Dew Excavator. Và đây là chiếc xe quét đường, chúng ta sẽ gọi là Road Sweeper. Và đây là chiếc xe máy xúc màu xanh Chúng ta sẽ gọi là Blue Excavator Đây là chiếc xe đầu kéo màu vàng Chúng ta sẽ gọi là Yellow Semi Truck Và đây là chiếc xe lù màu cam Chúng ta sẽ gọi là Orange Roller Và Tiếp theo là chiếc xe chở nước màu cam Chúng ta gọi là Orange Water Tank Truck và đây là chiếc xe nâng màu cam chúng ta sẽ gọi là Orange Forklift. Tiếp theo nữa là chiếc xe đua địa hình màu cam chúng ta lại gọi là Orange Monster Truck. Đây là chiếc xe cứu hộ màu xanh lá cây chúng ta sẽ gọi là Green Tow Truck. Đây là chiếc xe tải chở ô tô màu xanh lá cây, chúng ta sẽ gọi là green car carrier. Đây là chiếc xe chở rác màu xanh dương, chúng ta sẽ gọi là blue garbage truck. Tiếp theo là chiếc xe ben màu đỏ, chúng ta sẽ gọi là red dump truck. Và đây là chiếc xe tải màu xanh lá cây, chúng ta sẽ gọi là green truck. Wow, lại thêm một chiếc xe chở rác màu xanh lá cây. Đây chúng ta sẽ gọi là green garbage truck. Và đây là chiếc xe máy xúc màu xanh dương, chúng ta sẽ gọi là blue excavator. Cuối cùng là chiếc xe trộn bê tông màu cam, chúng ta sẽ gọi là orange concrete mixer. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Chào tất cả các bạn, hẹn các bạn ở video tiếp theo.